Xin chào các bạn đã đến với channel của mình là 476 Gaming. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi đến chỗ Awakening bên Thất Si nha. Đầu tiên chúng ta cần phải kêu Indra để có được cổng dịch chuyển nha. Và cần phải có Electric Claw nữa. Xong rồi thì đi thôi. Getting stronger every day. Keep on pushing through the pain. Keep on running till we die. And no mercy in this life. There's nowhere left to run away. No, there's nowhere left to run away. Run away, run away, run away, run away, run away. Đi vào cổng dịch chuyển. Nhưng phải đi rất nhiều.